Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 4 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Hơn 1,3 triệu lượt người đến dâng hương và viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các huyện thị xã trong tỉnh triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có bóng sự lực lượng kiểm lâm Quảng Bình thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2014, tròn một năm kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, về cõi Vĩnh Hằng. Vũng Chùa, Đào Yên, nơi yên giấc của Đại tướng, mỗi ngày đón hàng ngàn lượt người từ mọi miền Tổ quốc đến thăm viếng dâng hương, với lòng thành kính thiêng liêng, sự tri ân, cảm phục đối với nhà quân sự thiên tài. Cho đến hôm nay, người dân Việt Nam nói chung và người dân Quảng Bình, quê hương của Đại tướng nói riêng, vẫn không nguôi nhớ về Đại tướng với tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc. Kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ tại Vũng Chùa, Đào Yên thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã có 116.000 đoàn khách trong và ngoài nước với hơn 1,3 triệu lượt người đến dâng hương và viếng mộ Đại tướng. Trung bình mỗi ngày có hơn 4.000 lượt người đến viếng, ngày cao điểm có tới hơn 30.000 lượt người. Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã luôn phiên túc trực 24/24 giờ để bảo vệ và hướng dẫn khách thập phương đến viếng mộ Đại tướng trang nghiêm, trật tự và tôn kính. Sáng nay ngày 4 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn và huyện Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2014. Trong 9 tháng đầu năm, huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy Lệ Thủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến tiến bộ trên các mặt, các lĩnh vực. Trong sản xuất, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 95.700 tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 175,6 tỷ đồng, thu ngân sách 9 tháng đạt 63,8 tỷ đồng, vượt 6,8% kế hoạch năm. Đến nay có 3 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, chất lượng giáo dục được duy trì, hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đạt nhiều thành tích cao. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách được thực hiện tốt. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt. Thời gian tới, Đảng bộ huyện Lệ Thủy sẽ tập trung triển khai các giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014, tiến hành ra soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội các đảng bộ cơ sở, đại hội đảng bộ huyện lần thứ 23. Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2014, trong tình hình đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của đảng bộ và nhân dân thị xã, 9 tháng đầu năm kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể như
giá trị công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt gần 744 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng mức bán lẻ 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực thực hiện được hơn 27.800 tấn, đạt 100,86% kế hoạch. Khai thác thủy hải sản đạt hơn 9.000 tấn, so với cùng kỳ tăng 11,69%. Về công tác xây dựng nông thôn mới, đã chỉ đạo xã Quảng Hòa thực hiện hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng. Các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm và có chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được củng cố và tăng cường. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 được đặt ra là phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2014, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, triển khai sản xuất cây vụ đông và vụ đông xuân đúng tiến độ, triển khai các phương án biện pháp phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng quốc lộ 1, công tác quy hoạch chung thị xã Ba Đồn và quy hoạch chi tiết cả phương, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 36 CTTU của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Hôm qua ngày 3 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh và Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch cũng đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2014. 9 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế xã hội huyện Quảng Ninh có bước chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá trên các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp được mua toàn diện, tổng diện tích cây lương thực thực hiện đạt 9.223 ha, tăng 11,12%. Tổng sản lượng lương thực đạt 50.577 tấn, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Chăn nuôi ổn định và chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất tập trung. Tổng lượng thịt hơi xuất chuồng hơn 6.000 tấn, tăng 2,45% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện quyết liệt. Đến nay, huyện Quảng Ninh đã có xã Lương Ninh đạt 19 trên 19 tiêu chí. Các xã còn lại đang phấn đấu để về đích trước thời gian dự kiến. Trong 9 tháng, tổng thu ngân sách toàn huyện đạt 43,6 tỷ đồng, đạt 86,3% dự toán. Công tác văn hóa, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện còn tồn tại một số vấn đề như thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, chưa bền vững, tiến độ xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn chậm, công tác bảo vệ rừng, quản lý đất đai ở một số xã còn thiếu chặt chẽ, tỷ lệ hộ nghèo sinh con thứ ba đang ở mức cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2014. Trong đó ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm như công tác phòng chống bão lụt, dồn điền đổi thửa, sản xuất vụ đông xuân, xây dựng nông thôn mới. Cũng tại hội nghị này, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch cũng vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Quảng Trạch vẫn tiếp tục ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Về nông nghiệp, sản lượng lương thực đạt gần 38.000 tấn, tăng 10,9% so với năm 2013. Sản lượng thủy sản đạt hơn 8.000 tấn, tăng 6,3%. Đàn gia súc gia cầm được chủ trọng đẩy mạnh phát triển cả về số lượng và chất lượng. Giá trị công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được trên 977 tỷ đồng, tăng 12,48%. Đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 362 tỷ đồng, thu ngân sách đạt hơn 40,3 tỷ đồng. Các lĩnh vực tài nguyên môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, quốc phòng an ninh được giữ vững. Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận đề ra các giải pháp sát đúng với tình hình thực tế nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trước mắt tập trung chỉ đạo tốt vụ sản xuất đông xuân 2014-2015, công tác phòng chống lụt bão, phòng chống dịch bệnh, tổ chức cắm mốc quy hoạch chi tiết trung tâm huyện lì mới, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 1, công tác xây dựng nông thôn mới. Hôm qua ngày 3 tháng 10, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức trao tặng công trình nhà lớp học cho trường mầm non xã Thiện Hòa, huyện Tuyên Hòa. Được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2014 với tổng kinh phí đầu tư là hơn 800 triệu đồng, công trình nhà lớp học trường mầm non xã Tiến Hòa được xây dựng trên tổng diện tích 160 m2, bao gồm 2 phòng học cấp 4.
Sau hơn 2 tháng tích cực triển khai xây dựng, đến nay công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu dạy và học cho hơn 40 em học sinh từ 3 đến 5 tuổi. Công trình nhà lớp học trường mầm non xã Tiến Hòa đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho các em học sinh được vui chơi và học tập, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của địa phương trong thời gian tới. Sáng nay ngày 4 tháng 10, tại Trung tâm Thi đấu Thể dục Thể thao Công an tỉnh Quảng Bình đã diễn ra lễ khai mạc giao lưu bóng chuyền cầu lông khối thi đua các ban đảng năm 2014. Tham gia hoạt động giao lưu bóng chuyền cầu lông năm 2014, có 11 đội với hơn 70 vận động viên là những cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đến từ các cơ quan đơn vị thuộc khối thi đua các ban đảng. Trong 2 ngày diễn ra hoạt động, các đội sẽ tiến hành thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để tìm đội xuất sắc vào thi đấu trận chung kết ở hai nội dung bóng chuyền và cầu lông. Hoạt động giao lưu thể dục thể thao khối thi đua các ban đảng năm 2014 đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong khối, đồng thời tăng cường sự đoàn kết giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa cả đơn vị, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan đơn vị. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đảng quan tâm khác. Đồng bào Mang Con ở Hương Trạch thu hoạch lúa hè thu. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng của phóng sự, lực lượng kiểm lâm Quảng Bình thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Những ngày này, đồng bào Mang Con ở bản Chăm Pu, xã biên giới Thường Trạch, huyện Bố Trạch đã và đang cùng cán bộ chiến sĩ đội biên phòng Cà Rồng ra đồng thu hoạch lúa hè thu. Từ chỗ cuộc sống hoàn toàn lệ thuộc vào rừng, du canh, du cư, chặt đốt cột trĩa, hiện nay đồng bào Ma Con ở bản Chăm Pu đã thuần thục với việc sản xuất cây lúa nước trên núi rừng biên giới. Đã gần 8 năm kể từ ngày bộ đội biên phòng Quảng Bình lập dự án khai hoang phục hỏa gần 2 hectare diện tích đồi núi trọc, bây giờ cuộc sống của 30 hộ gia đình đồng bào Ma Con ở đây đã thực sự đổi thay. Người dân đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Vụ hè thu năm nay, năng suất lúa ở đây đạt 30 tạ trên 1 hectare, cao nhất từ trước đến nay. Mỗi ngày, thành phố Đồng Hới diệt mổ khoảng trên 150 con gia súc, chủ yếu là lợn. Ngoài hai điểm diệt mổ gia súc tập trung ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, còn có hơn chục điểm diệt mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư rất khó kiểm soát. Thực trạng này đã gây ra một số bất cập trong quản lý hoạt động diệt mổ trên địa bàn. Hai lò diệt mổ tập trung ở phường Bắc Nghĩa mỗi ngày diệt mổ hơn 100 con gia súc, chủ yếu là lợn. Do thiếu thống nhất trong giá cả thuê dịch vụ khi đưa gia súc vào lò diệt mổ nên đã xảy ra tình trạng diệt mổ tại nhà. Bên cạnh đó, Đồng Hới còn có gần chục điểm diệt mổ gia súc nhỏ lẻ trong khu dân cư rất khó kiểm soát. Trong khi đó, cán bộ thú y trạm thú y Đồng Hới lại không quản lý tốt con dấu kiểm dịch sản phẩm động vật. Cụ thể, vừa qua cán bộ thú y ở trạm thú y Đồng Hới đã để thất lạc con dấu kiểm dịch nhưng đến nay vẫn chưa tìm lại được. Nếu con dấu kiểm dịch này được sử dụng để chứng nhận cho sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay trạm thú y Đồng Hới đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm lại con dấu kiểm dịch đã thất lạc.
cùng với việc chủ trọng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình còn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là đối với những cán bộ có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển của ngành. Để góp phần động viên tinh thần gia đình các cán bộ kiểm lâm, thể hiện sự biết ơn đối với những cán bộ kiểm lâm qua các thời kỳ đã có nhiều công lao cống hiến trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Vừa qua, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình cho ông Đinh Minh Phong, nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm đầu tiên của huyện Tuyên Minh Hóa; gia đình ông Đặng Ngọc Trinh, nguyên chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình; ông Phan Ngọc Trì và ông Trà Minh Giang, nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm Lệ Thủy. Những món quà tuy không lớn nhưng đó là sự động viên khích lệ và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của những thế hệ đi sau đối với những người đi trước. Đây là một trong những hoạt động được ngành kiểm lâm tổ chức nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và ngày truyền thống của ngành. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tình hình khai thác tài nguyên rừng trái phép là một trong những nguyên nhân tác động làm biến đổi khí hậu. Vì vậy, quản lý bảo vệ rừng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của toàn đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng kiểm lâm giữ vai trò nòng cốt. Xác định rõ trách nhiệm đó, ngành kiểm lâm Quảng Bình đã không ngừng cố gắng thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, xứng đáng với sự tin tưởng của cả cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trái phép, và cũng là lực lượng trực tiếp nòng cốt phòng cháy chữa cháy rừng. Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã luôn chủ động kịp thời tham mưu cho Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình xây dựng các phương án kế hoạch tuần tra kiểm soát lâm sản sát đúng với tình hình thực tế trên địa bàn, phối hợp tích cực với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn nhằm đấu tranh ngăn chặn các hành vi khai thác buôn bán lâm sản trái phép, ngăn chặn các trọng điểm chặt phá rừng, các tụ điểm mua bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản động vật hoang dã trái phép trên địa bàn các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn. Trong đó, nhiệm vụ tuần tra kiểm soát là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị. Thời gian qua, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã phát hiện, lập biên bản xử lý hàng trăm vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, thu giữ trên 1.000 mét khối gỗ các loại, chuyển giao cho cơ quan chức năng khởi tố 6 vụ án hình sự. Cùng với đó, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng cho người dân, kiểm soát tình hình trên địa bàn một cách chủ động. Nhờ vậy, số vụ vi phạm giảm đáng kể, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép được hạn chế một cách đáng kể. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng cũng được thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả. Điều đáng nói nhất đó là, tuy làm nhiệm vụ tại những địa bàn khá rộng lớn và sung yếu, song với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã góp phần không nhỏ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Với một quản lý diện tích rất là lớn, nhưng mà từ ngày thành lập đến nay, đội đã đấu tranh hiệu quả của vấn đề tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trên địa bàn. Đặc biệt là ngăn chặn hiệu quả tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển cái vùng giáp ranh giữa Quảng Bình với Hà Tĩnh, và là đã đấu tranh những đối tượng, nhất là đối những đối tượng đầu nậu buôn bán lâm sản trên địa bàn. Nên được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng như công an, quân đội, lực lượng hải quan, lực lượng biên phòng, nên từ chỗ đó trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà được cấp trên giao phó và làm ổn định được tình hình là khai thác, mua bán, vận chuyển trên lâm sản trên địa bàn. Tỉnh Quảng Bình có trên 481.000 hecta rừng tự nhiên và hơn 74.000 hecta rừng trồng, là một tỉnh có mạng lưới giao thông khá đồng bộ và đa phần gắn liền với rừng, bao gồm 3 tuyến đường bộ, 1 tuyến đường sắt Bắc Nam, 5 tuyến đường ngang và các tuyến đường sông bắt nguồn từ dải Trường Sơn đổ ra biển, rất thuận tiện cho việc khai thác, mua bán, vận chuyển các loài lâm sản từ rừng, động vật hoang dã từ Quảng Bình đi ra các tỉnh bạn và nước ngoài. Với đặc thù địa hình đó đã khiến công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của lực lượng kiểm lâm Quảng Bình gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, không ngại khó khăn gian khổ, với truyền thống của một đơn vị anh hùng, kiểm lâm Quảng Bình đã tăng cường xây dựng mạng lưới bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng rộng khắp với 154 ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, 726 tổ đội bảo vệ rừng với trên 6.000 người tham gia, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng đội ngũ đáp ứng nhiệm vụ được giao. Phải có cái kế hoạch bảo vệ rừng 2015 đến 2020 phù hợp với cái
quy hoạch bảo vệ phát triển rừng của tỉnh cho đến 2020. Và trong đó thì phải quan tâm đến cái công tác bảo vệ rừng đối với cái diện tích rừng tự nhiên hiện nay mà chúng ta đang quản lý bảo vệ. Trong đó thì phải quan tâm đến cái bảo vệ một cách hữu hiệu và có hiệu quả đối với cái diện tích rừng đặc dụng phong nha kẻ bàng, tăng cường công tác bảo vệ rừng ở các cái vùng giáp biên, chỉ đạo các cái đơn vị chủ rừng rồi chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để tăng cường cái kiểm tra rừng và phải bảo vệ rừng theo cái nguyên tắc là bảo vệ rừng tại gốc. Là lực lượng nòng cốt giữ gìn màu xanh cho những cảnh rừng quê hương, Kiểm lâm Quảng Bình đã và đang tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, phối hợp đồng bộ chặt chẽ với các địa phương và các lực lượng ban ngành liên quan trong tỉnh, thực hiện ngày càng tốt hơn trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Góp phần vào việc quản lý bảo vệ rừng, đưa Quảng Bình là một trong những địa phương có độ che phủ rừng cao so với toàn quốc. Phần cuối của chuyên mục Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn điều 8 và điều 9 trong quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác bảo vệ rừng. Điều 8, trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 1. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc quyền, các đơn vị trực thuộc, đơn vị được giao rừng, giao đất trồng rừng là chủ rừng, phối hợp với cơ quan kiểm lâm cung cấp, xây dựng kế hoạch phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của địa phương và của đơn vị chủ rừng để tham mưu cho cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện. Phối hợp tuyên truyền phổ biến và vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 2. Bố trí lực lượng tham gia chữa cháy rừng, tham gia đoàn liên ngành truy quét lâm tặc, phối hợp kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, các hành vi chống người thi hành công vụ. Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 1. Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền, các đồn biên phòng phối hợp với cơ quan kiểm lâm cung cấp, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn xây dựng kế hoạch phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện. 2. Phối hợp tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân và đồng bào các dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới và nhân dân ngoài địa bàn khi vào khu vực biên giới phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện sản xuất trên đất đã quy hoạch nương rẫy và ruộng lúa nước trên địa bàn khu vực biên giới. 3. Bố trí lực lượng tham gia chữa cháy rừng, tham gia đoàn liên ngành truy quét lâm tặc, phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, các hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn khu vực biên giới. Trường hợp đoàn liên ngành hoạt động ngoài địa bàn khu vực biên giới phải báo cáo trưởng ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh và được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đồng ý. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo ngày mai mùng 5 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm mai mùng 5 tháng 10, ở Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tổ lốc và gió giật mạnh. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Gió chuyển hướng bắc đến đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Vùng biển ngoài khơi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 10, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, sau tăng lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, sau tăng lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, chiều mai có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, sau tăng lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sau tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy. Sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m, sau tăng lên 2 đến 3 m.
Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 10, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ.